Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp một sản phẩm là ổ cắm đa năng của Pisen, ổ cắm 4 cổng. Sản phẩm này có mã là KI44. Khi mà các bạn sử dụng nguồn điện ở trong nhà ấy, thì nhiều khi sẽ phải sử dụng cả phích cắm lẫn các cái ổ cho phục vụ cho việc sạc điện thoại, thì đây là một cái sản phẩm rất là phù hợp cho cái việc đấy và thiết kế rất là đẹp mắt. Này mình sẽ xin giới thiệu qua về sản phẩm thì cũng như các cái sản phẩm khác của Pisen thì nó sẽ có logo của Pisen này. Ở đây có tem 7 màu của Pisen, gọi là tem 3D ấy. Là mình nói sơ qua cái thông số kỹ thuật của cái sản phẩm này, là sản phẩm sẽ có gồm 4 ổ cắm, vật liệu chống cháy và chống điện giật, và có 4 ổ cắm USB để sử dụng cho mục đích sạc điện thoại. Đây, ở bên dưới này nó sẽ có một số cái thông tin này. Ví dụ như là cái dây của nó sẽ dài 1,8 mét này. Và cái ampere tối đa của nó là 10 ampere 250V này. Chịu tải của nó là 2.500W này. Đấy, còn 4 cổng USB thì bao gồm có hai cổng 1 ampere này, hai cổng 2,4 ampere. Đây. Và ở đây là có 2,4 ampere smart, có nghĩa là thông minh đấy, có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh dòng điện cho nó phù hợp với lại cái thiết bị của mình. Ở đằng sau này ngoài ra còn có một số cái biểu tượng, ví dụ như là đây ROHS là một cái chứng chỉ của EU đây về cái vật liệu này, đây là vật liệu PC này, có chứng chỉ 3C này, là cái chứng chỉ quốc gia về an toàn này. Đây là biểu tượng sẽ bảo vệ khi mà quá 10 ampere này, quá dòng đấy. Cái này là chống cháy lên đến nhiệt độ là 750 độ C này. Cái này là bảo vệ cho trẻ em này, an toàn cho trẻ em đấy. Và cái này là cái phần mở rộng, dây mở rộng này thì mình cũng chưa nắm được cái này, nhưng mà rồi thôi mình sẽ mở cái sản phẩm ra. Đây là bề ngoài của sản phẩm, khá là dày và to. Sản phẩm này bên mình đang bán với lại mức giá là 410.000 và bảo hành 12 tháng một đổi một. Đây, ở đây thì sẽ có cái tờ giấy này, mình sẽ bỏ trong lên dây này, ổ cắm. Đây là một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung này. Này, thông tin về sản phẩm. Rồi, hết rồi, mình sẽ đi đến phần chính của sản phẩm. Các bạn khi mà mua ổ thì lưu ý giúp mình là nó sẽ có 3 loại chấu cắm cho cái phích cắm này. Mà bây giờ đa số là cái 3 chấu như này rồi, nhưng mà một số bạn thì ổ cắm của gia đình nó chỉ có 2 chấu thôi, thì nếu mà bạn mua phải cái 3 chấu này thì phải mua thêm một cái phích đổi từ 3 chấu sang 2 chấu, hoặc là mình sẽ mua loại 2 chấu, có nghĩa là cái loại chuẩn EU ấy, Việt Nam sử dụng là cái chuẩn EU đấy. À. Chiều dài dây này thì là 1,8 rồi. Dây rất là to, dày, cứng cáp. Ở bên dưới này cũng có thông tin sản phẩm, và cái viền bên ngoài này là một cái viền bằng cao su này, để cho nó chống trơn trượt khi mà nó tiếp xúc với lại mặt đất như này. Ngoài ra thì nó cũng là làm cho cái sản phẩm nó đỡ xước hơn. Đây, còn nguyên siêu mình chưa bóc này, siêu sản phẩm. Ở trên đây thì đây có cái công tắc này, nó giống như cái automat đấy. Tất cả những cái phần ổ cắm của nó sẽ được bảo vệ, mà mình nếu mà trẻ em mà chẳng may mà dí vào thì cũng yên tâm là sẽ không dí được, vì cái cơ chế của nó là phải bấm cả hai bên, có nghĩa là phải tác dụng lực xuống cả hai bên thì nó mới mở ra. Tương tự như thế thì các cái phần còn lại cũng vậy. Ổ cắm đây chất liệu PC bóng rất là đẹp. Ở trên đầu sẽ có một cái biểu tượng, ở đây là biểu tượng của Vicen này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể là vào trong cái phần link mà mình để dưới phần mô tả. Sản phẩm này mình đang
bán với mức giá là 410.000 trên website của mình và trên Shopee, Lazada, Sendor. Cảm ơn các bạn.